Hơn một tháng nay, người dân thành phố phải thực hiện việc cách ly xã hội, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch khi đi ra ngoài, nhất là đến chợ để mua sắm. Đến nay, khi thành phố tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội, hầu hết người dân đều đã tạo thói quen mua sắm an toàn và tự ý thức duy trì phòng chống dịch mọi lúc mọi nơi. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại các chợ truyền thống trên địa bàn, vẫn tiếp tục áp dụng phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân theo hình thức thẻ đi chợ 3 ngày một lần. Công việc giám sát ra vào chợ được lực lượng trực chốt đảm bảo nghiêm ngặt. Người dân vẫn phối hợp với lực lượng mang thẻ vào chợ và thực hiện các biện pháp phòng dịch trước khi vào chợ mua sắm. Mọi quy trình diễn ra thuận lợi, đã trở thành nếp sống hàng ngày của mỗi người dân thành phố. Mình cũng rất là an tâm bởi vì mình đi ra đường là mình phải đeo khẩu trang, bảo vệ sức khỏe mình trước đã rồi mới để khỏi lây ra cộng đồng. Còn ví dụ như về chống dịch thì mình về tới nhà là mình lo mình thay đồ, mình giặt rồi mình rửa tay bằng nước diệt khuẩn chẳng hạn. Nói chung là khi đã đi chợ về nhà là phải thay toàn bộ đồ ra để giặt hết chứ không thể là mặc trong thời gian dài được. Còn tại các hàng quán ăn uống, hôm nay cũng là ngày đầu tiên các hàng quán được phép bán tại chỗ trở lại. Hầu hết các hộ kinh doanh đều rất phấn khởi. Tuy nhiên ý thức được tình hình dịch bệnh nên vẫn không chủ quan trong phòng chống dịch. Bên cạnh đó, với tần suất đi chợ 3 ngày một lần, thì các hàng quán đều có cách thức phù hợp để đảm bảo việc sử dụng thẻ đi chợ. Bọn mình không mua được thì nói chung là những cái người ở đây người ta cũng sẽ share với nhau. Tức là ví dụ như anh muốn đi chợ thì những cái quán người ta sẽ cố gắng hỗ trợ với nhau á. Tức là ví dụ như chị đi chợ ngày mai đi, thì ai ở đây cần cái gì thì chị sẽ go, chị đi chung vậy đó. Ở đây cũng người ta cũng hỗ trợ với nhau hết. Hiện thành phố đang dần khôi phục lại các hoạt động, song song đó là đảm bảo phòng chống dịch trong tình hình mới. Việc người dân tự ý thức phòng chống dịch mọi lúc mọi nơi thì rất quan trọng, góp phần chung tay cùng thành phố đẩy lùi hoàn toàn dịch COVID-19 trở lại trạng thái bình thường.